Yo. Giờ random quá, giờ này còn gặp nhà Avi không? Đụng mày nghĩ sao, tao đâu có rảnh nào mà lo mấy cái chuyện đó. Mẹ lo lâu quất nó lần mà đụng mà tụi fan hâm mộ nó nói mình quá trời quá. Tụi nó xong thì mình quất kết thôi, bây giờ mình xuống chap chap đi, tao mình làm việc. Cười con cắt, thằng mặt cắt mà là đặt tên cười, chỉ cái mặt mày cười ngậm mười con cắt.